Thời gian đó em cũng mất ngủ nhiều đêm á, là suy nghĩ coi là mình nên học cái gì, làm cái gì tiếp theo. Mình tên là Nguyễn Đăng Khoa, em năm nay là 25 tuổi. Sắp tới là em sẽ là đi học ở bên Pháp và tại Paris, thì là chương trình học của em là về bếp bánh ở tại trường Le Cordon Bleu Paris. Thì ban đầu em chọn Pháp là cũng có nhiều lý do, là do một là do công việc của gia đình của ba mẹ em á, thì là đã qua bên đó nhiều rồi, cũng có người quen người thân ở bên đó, cho nên đó em mà có gặp có vấn đề gì cũng có thể kịp được giúp đỡ. Cái thứ hai á, là Pháp là như là một cái nôi của môn ẩm thực thế giới, cho nên lựa chọn tại Pháp thì có thể em phát huy được, học được về những cái gốc, về những cái cơ bản nhất. Ban đầu em tự apply tới xin trường, thì bên trường đó thì mới cũng giới thiệu cho bên mình, là nói là em nên tới đây, đến tới Inet để người ta hướng dẫn em làm, tại vì nó cũng là cái chi nhánh của trường ở bên này hay đứng ra phụ trách, thì em mới tới. Trước khi đi học ở Cộng đồng Lo ở đây thì em đã học 3 năm ở bên đại học FPT về ngành công nghệ thông tin. Thì ban đầu thì em vẫn học như bình thường, thì nhưng mà sau thời gian thì em cảm thấy nó không có phù hợp với con người, cũng như cá tính, cũng như cái sở thích của mình, với lại cái cơ hội. Mặc dù nó cũng tốt, lương cao, nhưng mà em cái chuyện tiền bạc thì nó không phải là cái vấn đề của em, mà em quan trọng là cái sở thích và cái đam mê của mình, em đặt cái nó lên hàng đầu, cho nên em quyết định nó là em sẽ thôi, em học kiếm một cái nghề mà em yêu thích anh. Thì trong cái thời gian em tìm hiểu những cái cơ hội việc làm khác, thì em cũng tình cờ là biết được về ngành bên bánh ngọt thôi. Thì tại vì bản thân thì cũng thích những cái chương trình mà ở trên TV về nấu nướng, hay là như là MasterChef, hay là như đại loại như vậy. Thì lúc mà em xem thì em cũng tự nghĩ là sao mình không có bỏ thời gian ra hoặc là thử. Thì trong lúc mà em đăng ký một lớp bánh 4 tháng ở bên Sài Gòn Tourist, thì vừa học em được nhận vô nhà hàng của trường, thì sau đó là được cũng cảm thầy cô cũng đối xử tốt, với lại cái môi trường làm việc cũng tốt, thì cảm thấy thích và cảm thấy khả năng của mình cũng làm được, thì cho nên em chọn cái nghề đấy. Cái chuyện mà suy nghĩ cũng rất là em gặp nhiều vấn đề. Thứ nhất là, nhưng mà em có cái quan niệm là cái này cũng do bản thân mình trước đã, thì em phải biết bản thân mình muốn cái gì, cái mục tiêu của mình là cái gì, thì sau đó em mới thuyết phục gia đình được. Thì sau khi em quyết định mà em nghỉ bảo lưu ở trường á, thì em có một thời gian đó em cũng mất ngủ nhiều đêm á, là suy nghĩ coi là mình nên học cái gì, làm cái gì tiếp theo. Thì em cũng có người mà đứng ra động viên em mà nhiều nhất là chị của em. Thì chị cũng đó, thì chị ở bên Pháp, thì mặc dù ở xa nhưng mà chị vẫn có quan tâm, gọi điện thoại tới cũng hỏi thăm, cũng ra những cái mà ý kiến quan điểm của chị để giúp em kiếm được một cái ngành mình thích. Thì sau khi mà em kiếm được thì em mới bắt đầu, em mới qua cái quá trình là thuyết phục ba mẹ. Thì ba mẹ của em thì cũng già, cho nên cũng hơi gọi là hơi cứng cái quan điểm của họ, nghĩ là đi ngành nào mà kiếm nhiều tiền thì được, chứ không có dạng như là thích hay là không thích, miễn là có nhiều tiền. Thì cái chung tính em cũng hơi cứng cứng đầu một chút, nhưng mình riết thì cũng qua thôi. Em thì là kiểu sống cho hiện tại trước, nói chung là mình cứ cố gắng hết sức của mình đã quyết định cái gì thì mình có trách nhiệm để mình có trách nhiệm với cái quyết định của mình chịu trách nhiệm của cái đó. Cho nên em nghĩ là không cần phải là suy tính quá xa lắm, chủ yếu là mình sống được hết, sống được như bây giờ, biết được mình muốn cái gì và
cố gắng hết sức thôi. Và khi mình đã biết được cái mục tiêu mình theo đuổi thì mình có thể từ cách này hay cách khác mình có thể thực hiện cái điều đó, miễn là mình có cố gắng và không có bỏ cuộc. Em chỉ muốn là cảm ơn Dinette với chị Lam là đã hỗ trợ cho em hết cái quá trình em làm hồ sơ. Thật ra là em năm nay là 25, cũng không phải nói là, khỏi gọi nó là trẻ, nhưng mà cũng không phải nói là quá già để bắt lại một cái gì đó từ đầu. Cho nên khi có một cái cơ hội này thì biết đó là một cái gọi là cái cột mốc của mình. Cho nên em rất kiểu như là cảm ơn chị đã hỗ trợ cho em và giúp đỡ em trong cái quá trình làm. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share. Và nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm subscribe và nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.